Argentina, Saudi Arabia, khởi đầu cho giấc mơ vàng. Saudi Arabia là chướng ngại đầu tiên và có thể là dễ dàng nhất của Lionel Messi cùng đồng đội trong tham vọng đăng quang World Cup 2022. Argentina, Saudi Arabia, 17 giờ hôm nay 22 tháng 11, trên Venice. Red. Năm ngoái Argentina kết thúc 28 năm chờ đợi danh hiệu lớn bằng cách đánh bại Brazil ở chung kết Copa America. Do đó, Lần đầu tiên kể từ World Cup ở Mỹ năm 1994, họ sẽ bước vào giải vô địch thế giới với tư cách quán quân Nam Mỹ. Không giống như giải đấu 28 năm trước khi thua 2-3 trước Romania với thủ lĩnh Gheorghe Hagi ở vòng 1/8, đương kim vô địch Copa America được đánh giá là ứng viên hàng đầu tại World Cup 2022. Họ sở hữu tập thể đầy động lực do Lionel Messi dẫn dắt trong kỳ World Cup cuối cùng của anh. Saudi Arabia hiện đứng thứ 51 thế giới, không phải là đối thủ xứng tầm với Argentina, đội chỉ đứng sau Bỉ và Brazil. Nhưng không vì thế mà huấn luyện viên Lionel Saloni chủ quan. Chúng tôi biết rõ về Saudi Arabia. Họ là đội tuyển mạnh, với những cầu thủ thiên về kỹ thuật và nhanh nhẹn. Họ sẽ gây nhiều khó khăn cho Argentina, ông nhận định. Nhưng lo ngại lớn nhất của Saloni là việc các học trò chưa tìm được mạch thi đấu và nhịp độ ở trận mở màn trên đất Qatar trận đầu tiên luôn khó khăn, nhưng đây là World Cup. Và mọi trận đấu đều như vậy, huấn luyện viên 44 tuổi nhấn mạnh. Chúng tôi ý thức được bóng đá đại diện cho Argentina như thế nào, nhưng đội không cảm thấy áp lực nào. Argentina là một trong ba đội Nam Mỹ từng lên đỉnh thế giới, cùng với Brazil 5 lần và Uruguay 2 lần. Nhưng kể từ 1986, dưới thời của cố huyền thoại Diego Maradona, họ chưa chạm tay vào cúp vàng thậm chí, World Cup đã mang lại nhiều ký ức đau buồn hơn là những niềm hạnh phúc, theo quan điểm của người Argentina trong ba thập kỷ qua. Mà đỉnh cao, và cũng là vực sâu, là chung kết World Cup 2014, nơi họ thua Đức không một ở hiệp phụ. Dù vậy, Saloni không muốn gây áp lực cho các học trò. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi không có nghĩa vụ phải giành World Cup. Thật sai lầm nếu tin vào điều đó bạn phải tôn trọng các đội tuyển khác, ông nói. Trái với Argentina, Saudi Arabia chỉ hướng tới lần thứ hai vượt qua vòng bảng trong lần thứ sáu góp mặt tại World Cup. Đoàn quân dưới trướng Hover Renac thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng loại, thắng 13 và chỉ thua một qua 18 trận. Tuy nhiên, may mắn không đứng về phía đại diện châu Á khi lá thăm đưa họ vào bản đấu có Argentina, Mexico và Ba Lan. Renat đã có kinh nghiệm vượt qua khó khăn khi dẫn dắt Zambia giành cúp châu Phi năm 2012, trước khi làm điều tương tự với bờ biển nhà được đánh giá cao hơn vào năm 2015. Ông là huấn luyện viên đầu tiên vô địch giải đấu đó với hai đội tuyển. Ở kỳ World Cup thứ hai, sau khi dẫn dắt Morocco tại Nga 2018, Renat đang mơ về hành trình kỳ diệu khác cùng Saudi Arabia. Chúng tôi đối mặt với những trận khó khăn, nhưng với tư cách là huấn luyện viên hay cầu thủ, bạn luôn mơ ước được tham dự World Cup và đọ sức với những người giỏi nhất, huấn luyện viên Pháp tự tin. Những đội mạnh nhất muốn thắng, nhưng luôn có những khó khăn xảy ra. Là những đội tuyển được đánh giá yếu hơn tại giải, bạn luôn mơ ước tạo ra những kết quả gây sốc như vậy. Argentina thua 3 trong 5 trận gần nhất tại World Cup, thành tích bằng 24 trận trước đó với 16 thắng. Năm hòa nhưng được đánh giá vượt trội so với Saudi Arabia. Theo siêu máy tính của Yahoo Sports, Argentina có 80,2% khả năng giành trọn 3 điểm, cơ hội chiến thắng của Saudi Arabia là 6,9%, trong khi tỷ lệ hòa được đánh giá là 12,9%. World Cup 2022 là World Cup thứ 5 của Messi. Cầu thủ giữ kỷ lục giành 7 quả bóng vàng từng vào tứ kết năm 2006, tứ kết năm 2010 chung kết năm 2014 và vòng 1 phần 8 năm 2018. Sau trận Saudi Arabia, Argentina sẽ gặp Mexico ngày 26 tháng 11 và Ba Lan ngày 30 tháng 11. Nếu đứng đầu bảng C, Messi và đồng đội sẽ vào vòng 1 phần 8 gặp đội xếp thứ hai bảng D, nơi có sự hiện diện của Pháp. Australia, Đan Mạch và Tunisia. Đội hình xuất phát dự kiến. Argentina, E, Martinez. Molina, Romero, Tagliafic, C. Martinez, Rodriguez, Mark Alistair, Anvajet, Al G. Maria, L. Martinez, Messi. Saudi Arabia, Anwaz, Anami, Abdul Hedmit, Tambati, Ansarani, Anaji, Asi, Kano, Anmanki, Anbrican, Andawari.